Hiểu chứ bà con mình ở đây là anh ba hồi xưa là chạy giống hồi xưa là cách đây là hai mươi mấy năm về trước là nhãn tiêu quế rồi nhãn xuồng nhãn này kia là anh ba là đầu tiên nhất ở xứ mà cái bè Tiền Giang mình là đứng đầu tiên nhất đó. Dạ. Về chuyên môn tạo giống có giống mới hoài hoài luôn, mấy cái này giờ là cũng siêu tầm mà là cây là đặc sản không à. Là vú sữa hoàng kim anh ba. Các là lắm. À, các ghép mình hay ghép vô cái bò. Chậu đó sợ trong kinh tế theo không nổi rồi ra mới giờ đốn này trồng mấy chục cỏ. Dạ dạ. Cỏ lá bầu cũng đó. Cỏ lá bầu ha. Trong đây có cỏ nào chưa ba hay là chưa trồng á, đây là mít Thái mình thôi không? Thái mình về Thái. Theo nó không được đâu. Không chắc. Có thể là cái đó Lê Kim Ma Thái. Lá của cây Lê Kim Ma Thái và cây vú sữa hoàng kim cũng giống giống nhau nè. Đây là vú sữa hoàng kim. Và đây là cây Lê Kim Ma Thái. Là lúc trước á là chưa có dịch bệnh á thì mình đi cưa ở xa không à. Anh ba anh kêu cưa lâu lắm mà không có cưa cho anh được. Rồi anh mua cây sẵn rồi anh về trồng trước luôn. Thành ra cho nên mấy trồng trước bây giờ mình đóng cái dây xào rồi sau này làm đúng mình hơi cực chút. Chứ thường thường là ta đóng cây trước rồi nó mới trồng cây con sau. Mà chờ hoài chờ không được rồi hay để cái cây nó để quá nó si. Mà bắt buộc phải trồng. Nhưng chịu khó mình né. Mấy cây cốc Thái ở phía dưới nè. Đường ống nước rất là dài. Kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay bà con Hoa tiếp tục cưa ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, gần cầu Bà Long. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đợi ba mình cưa mấy cây xoài thôi mà đợi lâu quá nên đã trồng những cây con rồi. Vướng cho mất. À, cây con cây gốc Thái. Ah!
ngay cái đầu phun nước. Áo qua mình che rồi. Tầm của đọt mít mà.
Mấy mấy lóng củi để không cho cái phần thân nó lăn xuống sông. Hai cây xoài à. Ở phía đằng kia một cây nữa. Hoa cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.